Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn trong chuỗi ngày có mưa, ban ngày trời nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng gián đoạn với nền nhiệt phổ biến từ 24 đến 33 độ C. Mưa có thể xuất hiện từ trưa và tập trung nhiều về chiều và tối, cục bộ có mưa to. Riêng tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc. Còn đối với người dân sống ở các khu vực trũng thấp trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận cần đề phòng ngập úng, sạt lở bờ sông. Trong khi đó, Bắc Bộ cũng được dự báo có mưa chủ yếu về chiều, tối và đêm. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến 33 độ C. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.